bổn nguyện, quyển thượng, thần thông trên cung trời đao lợi. Phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời đao lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, bất khả thuyết tất cả các chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp và đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ, pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn, như là vần mây sáng rỡ đầy đủ, vần mây sáng rỡ đại từ bi, vần mây sáng rỡ đại trí huệ, vần mây sáng rỡ đại bát nhã, vần mây sáng rỡ đại tam muội, vần mây sáng rỡ đại kiết tường, vần mây sáng rỡ đại phước đức, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại quy y, vần mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vần mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng may sắm lớn. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời, rồng, quỷ, thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp tại cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đao Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, lâm chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông Tràm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như Ác Mục Quỷ Vương, Đảm Huyết Quỷ Vương, Đảm Tinh Khí Quỷ Vương, Đảm Thai Nõn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Tà Ái Kính Quỷ Vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Địa Văn Thù Sư Lợi rằng: Ông xem, coi tất cả các chư Phật, Bồ Tát, hàng trời, rồng, quỷ, thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác đều đến họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch thoạt rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem còn không đếm xiết. Số thánh phàm này là đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tỷ quả thanh văn, trời, rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lại văn đi nữa cũng chẳng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, bụi bặm trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên, cứ một vật làm nên một sông Hằng. Rồi cứ một số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát thì làm nên một quả nước.
rồi trong một quả nước cứ một hột bụi nhỏ làm lên một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ đó chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dục ở trên. Huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, ói thằng thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc vái lại, hoặc xưng danh, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng của Ngài Địa Tạng. Thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đa Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện: Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp vì lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong, liền phát nguyện rằng, từ nay đến tột số chẳng thể kể, xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo. Bởi ở trước Đức Phật, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức, vô số bất khả kiếp mà Ngài vẫn còn là vị Bồ Tát. Bà La Môn cứu mẹ: Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400 nghìn muôn ức, vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi Ngô Tam Bảo. Thổ ấy, mặc dầu thánh nữ đeo nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ, hầu làm cho bà mẹ người tin vào chánh pháp, chánh kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó, thánh nữ biết rằng, người mẹ khi còn sống không tin vào nhân quả, thì chắc phải theo nghiệp quái mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương, hoa, cùng những đồ lễ cúng, đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng, Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì mẹ tôi khi khóc, tôi liền đến bạch hỏi Phật, để thế nào cũng rõ được mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tự Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng, Đức thần nào đó giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn những chúng sinh thông thường, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền tái xỉu, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng, cúi xin Đức Phật sắp thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm con sắp chết mất thôi. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay, niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sâu sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể hình
bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều nghìn không kể, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chỉ ra ngoài miệng, bén nhọn dường gươm, lùa những người tội lại gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, quắp lấy đầu chân của người tội, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Lúc ấy thánh nữ nhờ nương sức Phật nên tự nhiên không thấy sự kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: "Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này?" Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: "Đây là chốn nào?" Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: "Đây là tầng biển thứ nhất của phía tây núi Thiết Vi." Thánh nữ hỏi rằng: "Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, liệu ấy có thiệt như thế chăng?" Vô Độc đáp rằng: "Thiệt có địa ngục." Thánh nữ hỏi rằng: "Nay tôi làm sao để được đến chốn được địa ngục đó?" Vô Độc đáp rằng: "Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến được đó." Thánh nữ lại hỏi: "Duyên cớ vì sao mà nước biển nơi này lại sâu sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ?" Vô Độc đáp rằng: "Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không có người kế tự để làm công đức hầu vớt cứu vớt khổ nạn, thì lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông thì lại có một cái biển, nhưng sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này." Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó thì càng trội hơn. Đó đều là những nghiệp nhân xấu xa, ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: "Địa ngục ở đâu?" Vô Độc đáp rằng: "Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì thời có 18 chỗ, bậc kế tiếp là 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa thì đến nghìn, trăm, cũng đầy không lường sự thống khổ." Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: "Thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào." Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: "Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì?" Thánh nữ đáp rằng: "Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê Ngô Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tín chánh pháp, xong rồi chẳng kính. Giàu đã khuất chẳng được bao lâu mà không rõ đọa lạc vào đâu." Vua Độc hỏi rằng: "Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì?" Thánh nữ đáp rằng: "Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Diệt Đế Lợi." Vua Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: "Xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Phật giác hoa định tự tại vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đã thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián đều được vui vẻ, đồng đạt thác sanh cả." Nói xong quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chim bao chợt tực tích, rõ biết được việc đó, bèn đối trước tháp của tượng Phật Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện lớn rằng: "Tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó được giải thoát." Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy." Phân thân
tập hội. Phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó, phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, trăm nghìn muôn ức bất khả thư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số trên thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp lại với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chúng nghiệp đạo ở mười phương, cùng đều đông đến số nghìn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng với thân phân đó hãy đến nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô lượng, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chọn không còn thấu chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngưng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dài của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chúng đều được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay, sắc vàng hoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược, giáo hóa những chúng sanh can cường, như thế làm cho chúng nó điều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn có 1-2 phần chúng sanh đã quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức phân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lạ nghe pháp của ta thời tín nhận liền, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều phân độ thoát những hạng chúng sanh, mỗi mẫu sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ, thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ngòi, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời Phạm Vương, hiện ra thân vua Chuyển Luân, hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hiện ra thân tế phụ, hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, dẫn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và những bồ tát để độ hóa chúng sanh. Chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi. Địa Tạng, ông xem ta trải qua bao số kiếp nhọc nhằn, độ thoát những chúng sanh căn cường, đầy tụ khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp họ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở trên cung trời Đao Lợi ăn cần khó chút, mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn những điều khổ gặp Phật, được Đức Phật thọ ký cho. Bấy giờ, những hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới lại hiện ra trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều tự thoát lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện, từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề.
quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó, Đức Phật Mẫu là bà Maya Phu Nhân, chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo. Cảm thọ quả báo như thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi ở thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, hoặc nơi không có Phật Pháp, nhẫn đến mực thanh văn, bích chi Phật, cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội ở mỗi nơi địa ngục sai khác đâu. Bà Ma Nha Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề, chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói lược về việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: Xin Thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê Ngô Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc là tứ tình làm dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại. Những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong muôn nghìn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải là thầy sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt cẩm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn, nước uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy. Kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn nghìn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chẳng không còn thấu chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngưng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dài của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên tất cả đều chúng đều được đạo quả. Đại chúng lớn, đại chúng đó khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay, sắc vàng pho đảnh của Hóa Thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lược, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược, giáo hóa những chúng sanh can cường, như thế làm cho chúng nó điều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần vẫn có 1-2 phần chúng sanh đã quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức phân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lạ nghe pháp của ta thời tín nhận liền, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có cả vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều phân độ thoát những hạng chúng sanh, mỗi mẫu sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ, thần, hoặc hiện ra rừng, núi, sông, ngòi, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hiện ra thân vua chuyển luân, hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hiện ra thân tế phụ, hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, dẫn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi Phật và những bồ tát để độ hóa chúng sanh. Chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi. Địa Tạng, ông xem ta trải qua bao số kiếp nhọc nhằn,
đổ thoát những chúng sanh căn cường đầy tục khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp họ báo. Nếu khi chúng nó có bị lọt vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở trên cung trời đau lợi ăn cần khó chúc mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn những điều khổ gặp Phật, được đức Phật thọ ký cho. Bấy giờ những hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở khắp trăm nghìn muôn ức hằng hạ xa thế giới, trong mỗi thế giới lại hiện ra trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính Ngô Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một hột bụi nhỏ, chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều tự thoát lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Quý mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện, từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi: lúc đó, Đức Phật Mẫu là bà Maya Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo như thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi ở thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, hoặc nơi không có Phật Pháp, nhẫn đến mực thanh văn, bích chi Phật, cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội ở mỗi nơi địa ngục sai khác đâu. Bà Ma Nha Vô Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thánh mẫu, trong mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói lược về việc đó. Thánh mẫu bạch rằng: xin thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê Ngô Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc là tứ tình làm dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong muôn nghìn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải là thầy sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt cẩm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn, thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn nghìn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: thánh mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên thì phải thánh mẫu, nếu như có những chúng sanh nào phạm những tội như trên thì phải đọa vào vô gián địa ngục,
cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Maya phu nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi? Lớn thì có 18 chỗ, thứ kế tiếp thì 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau. Thứ kế nữa lại có 1.000 danh hiệu, cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng địa ngục thành thì hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần là bằng sắt cao cho đến một muôn dặm. Lửa cháy trên thành không có chỗ nào là hở trống. Trong một thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có những danh hiệu xa khác nhau. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi thì là 18.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn là bằng sắt. Lửa cháy hừng hực suốt cả ngày đêm. Trên tường ngục thì có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội tự thấy thân mình nằm nầy chặt trên cả giường. Đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều thấy tự thân mình nằm chặt trên cả giường đó. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra. Nó cảm vời như thế. Lại có những người tội chịu đủ sự khổ sở. Trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn, giường gươm, cặp mắt sáng chói như chớp nhoáng, cánh tay cứng như đồng, móc ruột đầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào người tội, hoặc đâm trúng miệng, đâm trúng bụng hoặc là lưng, rồi dồi lên trên không, rồi lấy chĩa vương lấy đều để lại trên giường. Lại có những diều hâu bằng sắt mổ mắt vào người tội. Lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lông đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội. Nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội. Một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó bị hư hoại, thời lại sanh vào địa cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời vẫn sanh vào cõi khác nữa. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh vào về thế giới khác. Những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế. Lại địa ngục đó có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong đó phải chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nên gọi là vô gián. 2 là một người tội thân. 2 là một người tội thân đầy chặt cả ngục. Nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều chặt đầy cả ngục nên gọi là vô gián. Những khí cụ để hành hình tội nhân như là chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, cố giả, cố xay, cưa, đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sóng niền, dầu nước, sắt nóng dưới thân. Đói thì uống ăn hoàng sắc nóng, khát thời uống nước sắc nâu sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 4. Không luận là trai, là gái, mường hay là má, mọi rợ, già trẻ, sang hàng hay là rồng, trời hoặc là thần hay là quỷ, để gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều phải chịu khổ nên gọi là vô giá. Những người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, một ngày một đêm vẫn muôn lần chết đi rồi sống lại, muốn cầu tạm dừng chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng được thọ sanh, bởi vì lại liên miên mãi nên gọi là vô giá. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng ra, thời tên của những khí cụ để hành tội những sự thống khổ trong địa ngục đó, giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được.
Bà Ma Nha Phu Nhân nghe lạy tạ Bồ Tát nói xong, không xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát rồi lui ra. Phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sinh, Bồ Tát Văn Chỉ. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân này ở khắp trong nghìn muôn ức thế giới. Để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu như không nhờ sức đại từ bi của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa được như thế. Nay con lại được Như Lai phó chúc. Từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ, Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ, thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thì kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng ngớt, mê lầm chướng nạn cải đến kiếp số nhiều như vi trần. Ví dụ như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy hoặc tạm ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Thời trước ông đã trót lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn, đủ hết cả thảy hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Định Tự Tại Vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có vị Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch hỏi cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số, Na Dược Tha bất khả thuyết kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm vua một nước nhỏ, các bạn cùng vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành, làm cho lợi ích cho nhân dân trong nước lân cận thì có phần tạo nhiều việc ác. Hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương trước để dắt dìu dân chúng đó. Một ông phát nguyện rằng: Tôi nguyện sớm thành Phật để độ cho chúng sanh ấy, làm cho chúng sanh ấy được giải thoát không còn thừa. Còn một ông phát nguyện: Như tôi chẳng trước độ chúng những kẻ tội khổ, làm cho chúng đều đặng ăn vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ thì chưa thành Phật đó thì là chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quan mục cứu mẹ lại vô lượng vô kiếp về thời trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân đi tuần tự giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường cho La Hán. La Hán thọ cúng hỏi, rồi hỏi nàng: Nàng muốn những gì? Quan Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi khất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu khất thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thoát sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát, rồi thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng: Thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm khổ sở như thế? Quan Mục thưa rằng: Ngài còn sống, thân mẫu tôi lại ưa thích ăn loại thịt cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và cạch con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thoải mái.
Nếu có tính số cá trạch mà người ra ăn thời đến 100.000 muôn, thưa tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. Là hán xót thương bèn dạy phương trước, ngài khuyên quan mục rằng: ngươi phải đem lòng tứ thành mà niệm được niệm đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai và vẽ đức hình tượng đức Phật thời người còn người mất đều được phước lợi. Quan mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng, nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng nằm chiêm bao thấy thân của đức Phật sắc vàng sáng chói như núi Hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo quan mục rằng: chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói biết lạnh thời biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sinh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói, chạy đá buồn khóc và nói với quan mục rằng: nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người đây, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại đại ngục. Nhờ phước lực của người nên đến nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa lại đại ngục. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát khỏi nỗi khổ sở đó? Nghe đứa trẻ nói, quan mục liền biết là mẹ mình, nàng ngẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi, thật phải biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó mà vẫn chưa được thoát khổ. Quan mục hỏi rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dẫu đến 100.000 năm cũng không thể thuộc hết được. Quan phục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữ hư không rằng: nguyện cho thân mẫu của tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy, như thân mẫu của tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đấu trước tượng của đức thanh tịnh liên như mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ ngày nay nhẫn về sau đến 100.000 muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà có hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng 3 ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả đều giải thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của đức Phật thanh tịnh liên hoa mục Như Lai dạy rằng: này quan mục, nhà ngươi có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thời nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này thì sẽ phát sanh làm người phạm chí sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến suốt không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát. Vị La Hán phước lành độ quan mục thuở đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thân mẫu của quan mục là ngài giải thoát Bồ Tát, còn quan mục thời đó là ngài địa tạng Bồ Tát Tây Vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà số lời thệ nguyện rộng lớn khắp chúng sinh như thế. Trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ đó chẳng tin vào luật nhân quả, cả tà dâm, vọng ngữ, cả lưỡng thiệt, ác khẩu, cả hủy bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức thiên bảo với ngài địa tạng Bồ Tát chừng trong khoảng khải móng tay, những chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi báo khổ. Những chúng sanh đó liền thoát khỏi báo khổ. Nếu người nào đó có thể quy kính mà chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dân cúng những y phục, đồ ăn, vật uống, những thứ trang bảo, thời người đó trong
nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệu. Hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhân gian vẫn còn làm vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, lại vẫn nhớ được cội nguồn nhân quả trong các đời trước của mình. Đại định tự tại vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông là những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sinh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch cùng Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bấy giờ bốn ông Thiên Vương đồng tử chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn nại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn còn chưa độ hết, ngài còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, muốn mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: Hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đường sanh từ nơi Diêm Phù Đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Từ kiếp lâu xa nhẫn đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát giải thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lia dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài phát ra lời trọng nguyện. Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới Ta Bà dùng trăm nghìn muôn ức phương chức để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo ương lụy đời trước mà bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khổ húng. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim sa sả, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc tình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bồn sản, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được tọa nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung thân bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tu lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngày dạy rõ quả báo cùng mê đến chết. Nếu gặp cha gã mẹ gã ăn ở độc ác, thời ngày dạy rõ quả báo thắt sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngày dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời ngày dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chi giáo pháp, thời ngày dạy rõ quả báo mà ở trong đường ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngày dạy rõ quả báo kiếp luân hồi ở nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu bán tăng già, thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời ngày dạy rõ quả báo luôn thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngày dạy rõ quả báo cầm thú đối khác. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của một cách phi lý, thì ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kêu ngạo, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người khác sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh.
những chúng sanh trong cõi duyên phù đề từ thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược thế thôi. Những sự nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn duyên phù đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát cùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa những chúng sanh ấy, trước phải chịu lấy những quả báo như thế, sau phải đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không thể nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là các bậc hộ vệ, người cùng bảo hỗ trợ các cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó mà làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Quyển thượng hết. Bổn nguyện Địa Tạng đao lợi thiên cung, thần thông hiền hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sanh căn cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sam Mô Ni So ha ha.